Rồi, xin chào anh em yêu thân trên bờ biển Tổ quốc. Thì hôm nay cái server LAN high end bên mình chạy trên hệ điều chạy trên phần mềm nghe nhạc chuyên dụng, chuyên nghiệp luôn, phải gọi là chuyên nghiệp của giới audiophile trên toàn thế giới họ đang dùng ha. Đó là Rune. Mình đang chạy cái build là 970, hầu như là mới nhất, gần mới 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 nhất của hãng luôn. Thì đối với cái build 970 bên mình á thì mình chơi kiểu tiết kiệm thì nó sẽ bị cắt đi cái phần title với keyboard, thì các bạn không có nhập được cái title với keyboard vô cái phần mềm Rune này ha. Này là giao diện Rune nè các bạn. Đó. Thì cái này là cái kho nhạc LAN high-end ở bên mình ha. Mình add sẵn khi khi mà có cái thư viện á, thì phải chờ nó load hơn 24.000 cái album trên cái kho nhạc LAN high-end ở bên mình ha. Thì hôm nay được 3 4 ngày là được 19.000 album rồi. Còn chắc ngày mai nữa là xong, là đủ hết hơn 24.000 album ha. Thì đối với cái con PC của mình cũng tương đối là khá là mạnh nên mình làm một cái máy chủ nha. Rồi ok, nếu như các bạn mà không có một cái PC chơi thôi đó, thì cũng được thôi, làm một cái máy chủ rồi mình render qua những cái thiết bị âm thanh ở nhà các bạn ha, có hỗ trợ Win Ready thì chơi được hết nha. Win Ready hoặc là Win Reader thì sẽ chơi được hết tất cả luôn. Tại vì mình có một cái máy chủ là Win Code 1.8 build 970 rồi. Thì mình có thể mình chơi được offline, mình có thể mình gắn cái ổ cứng nhà mình vô hoặc là cái ổ NAS. Còn các bạn muốn mà nghe nhạc xịn sò hơn thì chắc chắn mới chơi LAN 2N ở bên mình rồi. Thì nó đa thể loại hơn và DSD 512 luôn. Có cả DSD 512 rất là nhiều nha. Rồi thì cái Win này thì nó rất là tiện lợi cho chúng ta chơi được upstandard luôn. Cái upstandard này nếu mà như các bạn mà đầu tư một cái đầu mà CDB á, CDB á, khá là tốn kém cho cái phần này. Nếu mà upstandard được, hầu như nó upstandard được lên được DSD 128 hoặc là 256 cùng. Đối với phần mềm Rune nữa thì con đá các bạn có hỗ trợ DSD 52 thì nó upstandard lên được luôn nha. Đây là cái phần này là phần upstandard nè, đó. Các bạn có thể chọn ha. Thì đây mình đang để mặc định là một DSD 198. À, xin lỗi, đi DS 128, mình thích thì mình mở lên, mình không thích thì mình tắt đi. Có thể luân phiên thay đổi chất âm trên một cái bài hát luôn, nó không có bị gián đoạn. Nó sẽ tắt một cái để nó chuyển sang beat là DSD ha, để nó upstandard lên. Thì cái này khá là hiệu quả ở trên Rune. Rồi, Rune cái hiệu quả thứ hai nữa thì mình cũng đã chia sẻ rồi ha. Thứ nhất là cái phần playlist nè. Khá là tiện lợi luôn. Đây là cái playlist của mình nè các bạn, đó. Các bạn tạo cái playlist đây là có sẵn rồi đó. Các bạn đặt tên playlist của các bạn thôi, để chơi thôi ha. Đó. Rồi khúc này là mình chọn cái âm thanh đầu ra nè. Thì ở đây mình xài cái một cái thiết bị render ha. Rồi là mình xài kiểu Reader các bạn. Thì để mình stream nhạc nó qua. Tại vì cái mình có một cái mình tới hai cái con server lận. Một cái con server thì mình làm một cái máy chủ để mình chứa cái kho nhạc của mình. Còn mình còn một con nữa mình tách ra mình để mình chơi kiểu render không. Thì cái con tách ra thì các bạn chơi đầu tư nó hơi tốn kém tí xíu, như các bạn phải đầu tư là lọc lọc phần lọc điện cho nó nè ha, phần nguồn cho nó nè, và phần kẹt USB được, phần kẹt LAN nữa ha, thì được rất là tốn kém cái phần đó. Thì các bạn không có điều kiện thì các bạn cứ chơi một cái con server PC cũng được rồi, cái nó cũng thể nó xuất được âm thanh ra đát của các bạn. Thì các bạn chơi nhanh gọn lẹ vậy, các bạn chơi chuyên nghiệp thì nó sẽ khác đi một chút nữa ha. Rồi ok, thì cũng nói chung thằng Rune này nó cũng làm cho anh cũng nhiều tầng lớp chơi để tiếp cận được nhiều người, nhưng mà so với cái Rune Rune hãng thì bán quá là mắc. Rune hãng thì hiện tại cũng dùng build 970 luôn, thì nó mở được hai cái tính năng là title với keyboard. Các bạn nhập tài khoản title với keyboard cho các bạn có thể stream nhạc xuống của nó được luôn, vẫn vẫn được. Thì cái chi phí nó cũng khá là cao, khoảng 70 đô cho một năm ha. Còn các bạn muốn sử dụng vĩnh viễn luôn thì là 700 đô. Còn bên mình thì mình có cái bản này á, thì bản này thì mình chỉ hãng nó cắt cái thay đồ với WeBot của mình đi, thì mình chỉ bán với giá là 1.500.000 cho cái bản này nha. Thì đối với cái bản này thì cũng giống như cái bản của hãng thôi, giống chả khác gì, tại này cái này cũng là cái phiên bản của hãng mà, thì nó chỉ cắt cái phần thay đồ với WeBot đi thôi. Mà công nhận có thêm cái title với keyboard vô nữa thì cái giá thành nó độn lên gấp mấy lần luôn ha. Đó. Thì 1.500.000 thì các bạn chơi vĩnh viễn luôn trên một cái thiết bị
PC của bạn, các bạn có thể chạy đi hệ điều hành Windows hoặc là Mac OS gì đều được hết. Tại vì thằng Go nó có hỗ trợ cho cả Win nè và cả Linux nè và cả Mac OS luôn. Và đặc biệt thêm là thằng Win này đó nó hỗ trợ cực kỳ tốt cho thằng Apple luôn, nên các bạn hãy xài hệ điều hành Android nó khá là nó nói chung là nó làm việc các bạn remote nó hiệu quả hơn rất là nhiều và nó thao tác rất là đơn giản và dễ hơn là trên hàng Android ha. Tại vì hàng Apple với hàng Google này, hai hàng Google hình như nó hợp tác chung với hàng Apple á, nên mình thấy cảm thấy thứ nhất là cái giao diện nó khá là đẹp nha. Đó, một cái giao diện của nó nhìn cái màn hình nó rất là trong và đẹp nữa. Đó. Chúng ta lựa chọn album mà chúng ta tạo cái playlist riêng nó cũng dễ nữa. Thao tác nó cũng dễ nữa, nó mượt mà nữa. Đó. Rồi, ok, thôi bây giờ mình sẽ play một bài hát mà mình để trong cái thư mục là nguyên một cái album yêu thích của mình. Đây nè. Mình vô cái chỗ phần trái tim ở chỗ này nè, đó là mình tập hợp được những cái album mà mình yêu thích mình để trong đây. Đó, cái nào mà nó có hình trái tim với tim này nè, đó. Rồi, thấy không? Là nó mình tập hợp lại những cái album này của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ play một bài hát cho các bạn nghe thử nha. Rồi. Mình sẽ chơi kiểu Upstellar. Upstellar con này khá là hay trên cái phần mềm Win, khá là hay hay hơn so với cái thằng Jira rất là nhiều. Mình đang chạy Upstellar đó các bạn. Rồi mời các bạn nghe. Xem thử nha. Đây. Tắt đi. Nó sẽ dừng cái hát tiếp đây. Đây là mình đang hát cái file gốc của nó nè. Rồi mình nhỏ Upstellar lên nè. Mở Upstellar lên DST 128 nghe nó hay hơn các bạn. Time for the blues.
Rồi ha, đó là mình đang play trên cái phần mềm nghe nhạc Rune nha. Thì các bạn chơi nhạc số, các bạn lưu ý giùm mình nha. Đã gọi là nhạc số, chắc chắn phải có một cái phần mềm chơi nhạc phải chuyên dụng nữa thì nó mới phát huy được cái tính năng của phần nhạc số nha các bạn. Thứ nhất là nó sẽ giải mã. Để nó giải mã để làm gì đấy? Nó giải mã cái thông số trong cái bài hát đó và nó truyền tín hiệu xuống cho con đát của chúng ta ha. Thì con đát của các bạn càng cao cấp thì chắc chắn thì nghe nó sẽ hay ha. Còn cái phần mềm nghe nhạc cũng rất là quan trọng. Tại sao hàng Rune hạng trên thế giới người ta dùng rất là nhiều là như vậy ha. Tại vì Audiophile trên thế giới họ xài cái phần mềm Rune này rất là nhiều. Reaver thì cũng có nhưng mà không có nhiều bằng hàng Rune thôi. Nói chung hàng Rune nó làm được nhiều thứ, mình cảm thấy nó ok hơn khi mà chơi cái lens tích hợp cả lens server high end vô nữa là quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta có thể nghe nhạc được high end. Nếu mà dàn high end nữa thì nó sẽ phát huy thêm rất là nhiều ha, sẽ đẩy cái dàn các bạn lên một bậc nữa. Rồi thì ở đây thì mình sẽ có cái server LAN high end là cái kho nhạc riêng nha các bạn. Là cái kho nhạc đó mình sẽ bán cái server đó là thư viện đó, anh em dùng chung đó, là hôm nay là 1,4 triệu nha, nghe hết ngày 31 tháng 12. Rồi còn cái phần mềm nghe nhạc thì chắc chắn các bạn phải mua riêng. Một là ví dụ như các bạn có phần mềm Runecode rồi, các bạn muốn tham gia chung cái thư viện LAN high end thì các bạn chỉ trả phần cái server LAN high end thôi, thì mình sẽ cung cấp cái username, cái ID để các bạn đăng nhập vô và tự động nó sẽ load nhạc về thôi. Đây, khi mà đăng nhập xong thì nó sẽ load như vậy ha. Đây là hai cái data của bên mình nha. Đăng nhập xong thì tự động nó sẽ load nhạc về, để đang load nhạc về nè ha. Nhạc load liên tục luôn nha các bạn. Thì mình xin nói lại nha, nhiều anh em hỏi thư viện lên hay em nhiều album không, thì tính tới hôm nay là hơn 24.000 album nha các bạn, đủ thể loại nhạc. Nói chung là nhạc của Audiophile và nhạc high end rất là nhiều. Còn các bạn đòi nhạc trẻ Sơn Tùng MP3 gì đó thì mình không có mấy cái đó ha. Rồi chỉ trẻ quá thì mình không có, giống như là cơ bản giống như là Lệ Quyên rồi cái gì đó đó, là Mỹ Tâm thì chắc chắn là trên là rồi Phương Phương Thảo thì mình có nha. Nói chung là những cái album nhạc Việt Nam mới sau này sản xuất á thì đều có ở trên đây hết nha. Rồi còn mà nhạc tin tin TikTok, hot TikTok thì trên đây thì lên hai em mình không có để lên trên đây, nhìn nó mất cái giá trị và cái đó những cái file nó không có được chất lượng, mình không cảm không thấy thích những cái file đó ha. Tại vì anh em chơi audio file thì chú trọng vào âm thanh hai em hơn và cái chất lượng âm thanh và cái ca sĩ giọng hát và từng và chi tiết nhạc cụ ha, chứ không phải nghe kiểu tin tin là Sơn Tùng MP3 ha. Rồi ok. Rồi mình xin nói lại nha, cái thằng Rune mình đang sử dụng phần cái chương trình chơi nhạc là Rune Code 1.8 build 970 tương ứng với cái build của hãng mới nhất luôn. Thì các bạn chỉ không xài được Tidal và Weebit đăng nhập tài khoản vô đây thôi, còn tất cả còn lại đều thừa hưởng y chang giống như Rune hãng hết, không khác gì một không khác gì hết ha. Rồi 1,500,000 là các bạn xài vĩnh viễn trên một cái máy tính của các bạn luôn, là một cái máy chủ các bạn có thể, các bạn có những loa công nghệ giống như có tích hợp WinRAD, WinRider gì đó thì các bạn sẽ stream qua nó rất là tiện lợi, giống như bên mình đang chơi kiểu WinRider ha, mình có một cái thiết bị server của mình nữa, mình render nó qua thôi, rất là đơn giản và tiện lợi. Cái phần mềm Win này nó chạy nó không có kéo cái hệ điều hành của các bạn nên nó sẽ không có bị đứng giống như cái phần mềm Reaver. Reaver các bạn thao tác nhanh quá là nó sẽ bị đứng á, là nó sẽ out ra luôn, các bạn phải tắt đi mở lại thì nó mới vô lại. Còn thằng Rune nó không có vấn đề đó ha, nó điểm mạnh ở chỗ này. Rồi ok, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.